Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kawasaki chuẩn bị thâm nhập thị trường Nails Lasix với 4 cái tên tuổi: Z610EDX, Z400EDX, Z210EDX và H1. Từ cái thành công của các mẫu xe tân cổ điển khi được giới thiệu, Kawasaki cũng đã tiếp tục phát triển cái xu hướng này với những mẫu xe mới sẽ được bổ sung thêm, gồm những dòng Z610EDX, Z400EDX, Z210EDX và một cái sự bất ngờ quan trọng khác, đó chính là cái mẫu H1 hoàn toàn mới dựa trên cơ sở là Ninja H2 và H2R. Nói về cái dòng Z610EDX, nó dựa trên cơ sở của chiếc Ninja 610 và Z610. Còn mô hình Z400EDX và Z210EDX sẽ dựa trên thiết kế của cái dòng là Ninja 400 và cái Z400. Còn cái mẫu kia là Ninja 210 và Z210. Nhưng những mô hình này sẽ có ngoại hình mới, bao gồm bình xăng, cái dạng giọt nước, cái chắn bùn, đèn pha tròn, yên xe, đèn hậu vân, dựa trên người đàn anh là Z900EDX hiện tại. Và đây là cái mẫu Kawasaki Z400EDX. Đối với mô hình cuối cùng, dự kiến sẽ là cái mô hình hoàn toàn mới từ nhà Kawasaki. Đó chính là cái mẫu Kawasaki H1, được hồi sinh từ cái mẫu Kawasaki H1 Smart 3 huyền thoại từ năm 1969, là cái bản cơm dẹp SC02 từng được giới thiệu cách đây là 3 năm trước. Và khi nhắc đến cái dòng SC02 cơm dẹp, điều đầu tiên mà chúng ta nói là hệ thống là siêu nạp tương tự cái dòng Ninja 2 HHR, nhưng không được xác định cái công suất động cơ giới hạn là bao nhiêu. Dự đoán là từ 750 đến 1000 cc. Và thông tin chính xác sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục ở những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hãy để tiếp nhớ like, share, subscribe.